Chào mừng tất cả các chú anh chị đến với kênh Vivo 62 Long An của em ha. Thì theo yêu cầu của một số anh này lên cho ảnh một bầy ba con đồ xô, hai con bo lửa ha. Thì em quay video gửi anh ở Tây Ninh, hôm bữa mẹ có quay video mà anh vô bình luận á, cái bầy đó cũng chốt rồi. Thì lại em có chuyến đi về Ba Tri Bến Tre, với lại một chuyến đi về Tây Ninh nè cô chú anh chị. Thì em quay cái bài này năm con cái, ba con đồ xô, hai con bo lửa ha. Thì ba con đồ xô thì mỗi con là 28 kg cô chú anh chị, còn hai con bo lửa là con 26, con 27 kg ha. Thì cũng được, để em bỏ chung đây để quay cho cô chú anh chị xem ha. Cô chú anh chị nào mà chưa có đực thì bắt được, còn cô chú anh chị nào có rồi thì chúng ta chỉ bắt cái thôi cô chú anh chị. Thì em cũng quay chi tiết cho cô chú anh chị xem ha. Thì số ký thì em cũng báo rồi đó, thì giá con cả thì em cũng công khai luôn. Năm con cái này em bán giá 15 triệu ha cô chú anh chị. Thì em xin nói lại là có chuyến đi về Tây Ninh ha, và là chuyến đi về Ba Tri Bến Tre ha. Cô chú anh chị nào có bắt bài này thì chúng ta ghép xe thì nó nhẹ chi phí vận chuyển hay cô chú chị ha. Em quay chi tiết cho cô chú chị xem ha. Cái bài hôm qua thì em có chốt về Tây Ninh hả cô chú anh chị. À, sẵn em cũng nói luôn, có một anh ở Sóc Trăng á, mà anh nói là mùng 9 này ảnh làm chuồng xong á, là thì ảnh muốn bắt 10 con pin lùng á. Thì anh có xem được cái video này thì liên hệ lại cho em ha. Thì có cái hàng pin lùng cho anh, anh liên hệ lại số điện thoại này 0389311419 ha, và kết bạn Zalo để anh em mình trao đổi. Thì anh muốn bắt 5 con bo lửa pin lùng với lại 5 con bo đồ xô pin lùng á. Thì anh alo hoặc là kết bạn Zalo lại với em ha, để anh em mình trao đổi ha, trao đổi về giá cả thì cũng như là những cái tiêu chí mà anh đưa ra về con dê, để anh em có thể đáp ứng được nhu cầu anh ha. Thì em cũng quay bài này năm con này gửi đến anh ở Tây Ninh ha. Và hôm bữa có anh ở đâu Cúc Tiền Giang, cũng alo cho em mà lên một bầy nhỏ nhỏ tiền ha. Thì em cũng xin nhắc lại là ba con cái con đầu xô này á, thì mỗi con là 28 kg ha cô chú anh chị. Thì con bo lửa thì con 26, con 27 ha. Thì con đực này khoảng 38-39 kg. Cô chú anh chị nào mà có đực rồi thì chúng ta khỏi bắt ha, thì em bỏ vô nó quay để cho có bầy ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà chưa có đực á, thì bắt con đực này luôn cũng được. Thì con đực này bán em bán với giá là 4 triệu rưỡi ha cô chú anh chị. Còn 5 con cái này em bán với giá là 15 triệu. Rồi cô chú anh chị nào mà có ưng ý thì liên hệ với em qua số điện thoại 0389311419 ha. Này, bo lửa này pin lùng luôn ha cô chú. Chừng bo lửa này pin lùng chân tay to ha. Còn mấy con đầu xô thì nó cũng được thôi, chứ nó không có pin cho mấy. Thì em quay về có sao thì em nói vậy à. Có nhiều anh chị vô nói quay về thì có sao nói vậy, để anh chị nhắm được anh chị mua. Thì trước giờ em quay có con dê sao thì em nói y chang vậy. Thì đến tay cô chú anh chị thì nó cũng không có nhiều sự thay đổi cho lắm ha. Thì em cũng xin nhắc lại là ba cái con đầu xô này là mỗi con là 28 kg, còn cái con hai con bo lửa thì con 26, con 27 kg cô chú anh chị. Thì con riêng con đực này cô chú anh chị nào mà chưa có đực thì con này khoảng 39 kg, thì em cũng bán với giá là 4 triệu rưỡi ha.
Cô chú anh chị nào mà chưa có đực thì bắt con đực này, còn cô chú anh chị nào mà đã có đực rồi thì thôi chúng ta sẽ bắt 5 con cái ha. 5 con cái thì có 3 con đồ xô, 2 con bò lửa ha. Còn cô chú anh chị nào mà có ưng ý thấy hợp nhãn cái bài này á, thì sẵn có chuyến xe đi về Tây Ninh á và một chuyến xe đi về Ba Tri Bến Tre á. Cô chú anh chị nào mà có ưng ý thì em ghép xe luôn cho nhẹ tiền phí vận chuyển ha cô chú anh chị ha. Này, hàng này nuôi khoảng tầm nửa tháng nữa là đến một tháng là có thể vô nọc được hơn cô chú anh chị. Bây giờ khung xương tạng xác nó có hết trơn nè. Nên là về cô chú anh chị dưỡng cho lên chút xíu cho nó quen quen chuồng một xíu ha, rồi bỏ nọc nó cô chú anh chị ha. Ba con bo lửa, ủa ba con đầu xô, xin lỗi cô chú chị, ba con đầu xô, hai con bo lửa ha. Giá là 15 triệu tại chuồng ha cô chú anh chị. Thì con được xô tím này ôm vai này thì 38-39 kg thì em cũng bán với giá là 4 triệu rưỡi ha. Thì em xin nhắc lại là có chuyến đi về xe về Tây Ninh á, còn có chuyến xe đi về Ba Tri Bến Tre á. Cô chú anh chị nào có ưng ý thấy hợp nhãn bài này á thì liên hệ với em qua lại qua số điện thoại 0389311419 ha, để em có thể ghép xe lên cô chú anh chị để nhẹ tiền vận chuyển ha cô chú anh chị ha. Rồi cuối clip thì em cũng xin chào thân ái tạm biệt các cô chú anh chị ha, chúc tất cả cô chú anh chị có một ngày mới thật an lành hạnh phúc ha, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ha. Em cũng xin chào thân ái và tạm biệt cô chú anh chị. Xin cô chú anh chị cho xin một lượt đăng ký để em có thể làm những cái video tiếp theo và cô chú anh chị có thể xem được những cái video mà em làm để em gửi lên cho cô chú anh chị ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video của em từ và ủng hộ con giống bên em từ trước tới giờ ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị ha.